Xin chào em, lớp 7. Như vậy thì thầy đã xuất bản cho em ở bài đầu tiên, bài 1. Như vậy thì trong bài 1 là tập hợp quy cái số hữu tỉ. Thì thầy đã giới thiệu số hữu tỉ là số như thế nào rồi đúng không nào? Thì nó có dạng là A phần B. Thì trong đó A là tử và B là mẫu ha. Và cái B này phải là khác không? Như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi sang bài số 2. Đó chính là cộng trừ số hữu tỉ. 1 cộng trừ hai số hữu tỉ. Rồi, chúng ta đi sang phần 1 nhé. Cộng trừ hai số hữu tỉ. Do là các em là vừa mới học thầy nên nó hơi bỡ ngỡ, chứ còn các anh chị lớp 9 thì rất là quen cách dạy của thầy. Chắc có lẽ các anh chị lớp 9 cũng chia sẻ với các em đúng không nào? Kênh của thầy thì làm chắc gần được một năm rồi. Cứ tin tưởng vào thầy rồi thầy sẽ hướng dẫn để mà chúng ta cùng tiến bộ nhé. Ok. Như vậy thì cộng trừ hai số hữu tỉ thì như thế nào? Đây. Nói chung thì ở trong đây thì trong sách giáo khoa có những cái phần theo thầy thì ghi rất là dài dòng, đọc vô thì rất là loãng và khó hiểu. Chúng ta phải biết được cái điểm nhấn của môn toán với môn hóa, cả các môn tự nhiên đó thì ở chỗ nào thì chúng ta mới giỏi được, đúng không nào? Như vậy thì ở đây theo thầy thì cộng trừ hai số hữu tỉ nó chủ yếu là công thức này. Chúng ta có là giả sử như người ta x thì bằng a phần m y b phần m, nghĩa là ở đây là cùng mẫu này, m với m đây là cùng mẫu này, thấy chưa nào? M này lớn hơn không, và ab này thuộc số nguyên, z là tập hợp số nguyên này, được chưa nào? Thì khi đó x cộng y thì sẽ bằng a phần m cộng b phần m đây. Thì khi mà cộng cùng mẫu thì giống ở tiểu học các em được học rồi, cũng như là năm học lớp 6 đúng không nào? Thì chúng ta giữ nguyên mẫu và cộng tử lại thôi ha. Trừ cũng vậy, trừ thì chúng ta cũng giữ nguyên mẫu và lấy tử trừ tử vậy thôi nào, đúng không? Tí nữa thầy sẽ hướng dẫn rồi để mà áp dụng hai cái ví dụ này. Thầy cho hai ví dụ luôn để chúng ta thấy luôn nha. Đây, đơn giản thôi em ạ. Ví dụ như thầy cho là 3 phần 2 đi cộng cho 5 phần 2 đi á, thì sẽ bằng 3 cộng cho 5 chia cho 2 sẽ bằng 8 phần 2. Còn nếu ở đây chia chẵng thì đây bằng 4 luôn, đúng không? Trừ thì cũng vậy thôi, nó cũng tương tự như vậy, rất là dễ hiểu. Rồi chúng ta đi sang phần tiếp theo nhé. Rồi người ta cũng có đưa ra hai cái ví dụ. Ví dụ như là A này, câu A thì âm 7 phần 3 cộng 4 phần 7. Thì ở đây các em thấy đã cùng mẫu chưa? Chưa cùng mẫu. Thì ở năm học lớp 6 chúng ta được học cái cách quy đồng mẫu số rồi đúng không nào? Thì mẫu số chung của chúng ta đây chính là 21. Chúng ta lấy 21 chia cho 3 thì được 7. Lấy 7 này nhân lên cho âm 7 thì ra được âm 49. Chắc cái cách quy đồng mẫu các em có nắm đúng không nào? Tiếp tục lấy mẫu chung này, 21 chia cho 7 được 3, 3 nhân 4 là bằng 12. Như vậy nó ra được là âm 4, 19 phần 21 cộng cho 12 phần 21. Sau khi cùng mẫu rồi chúng ta áp dụng công thức giống như hồi nãy đúng không nào? Thì chúng ta giữ 21 lại, chúng ta lấy tử cộng tử rồi ra kết quả đây, được chưa nào? Câu B thì ở đây âm 3 nghĩa là âm 3 phần 1 đấy. Có thể làm câu B em xem này, âm 3 này trừ cho âm 3 phần 4 ha. Bước đầu chưa quy đồng mà chưa theo thầy thì chúng ta phải xử lý cái dấu trừ cái đã, nghĩa là nó sẽ bằng là âm 3 cái để đó đi. Các em thấy là trừ với trừ nhìn như này rất là rối, thì nó sẽ thành cộng 3 phần 4 cái đã. Mà âm 3 này chúng ta ngầm hiểu nó chính là âm 3 phần 1 đó. Âm 3 phần 1 như vậy mẫu chung ở đây chính là 4 nè. Nhìn thầy quy đồng nè, nó dễ hiểu hơn nè. Lấy 4, có thể một số bạn ở năm học lớp 6 chúng ta bị hỏng kiến thức quy đồng thì phần này chúng ta không thể nào làm được. Lấy 4 này chia cho 1 này, nhớ này, 4 chia 1 nha, lấy 4 chia 1 thì bằng 4 nhân cho âm 3, lấy âm 3 này này nhân cho 4 này. 4 này ở đâu? Đó chính là lấy 4, lấy mẫu chung này chia lần lượt từng mẫu, ở đây có 2 mẫu thì chia 2 mẫu ha. Lấy 4 chia 1 thì được 4 này, thấy chưa nào? Nhân cho tử này, cộng ghi cộng lại, số 3 này ghi lại. 4 chia 4 được 1 ghi 1 lại. Mặc dù ở đây bạn nào giỏi rồi thì chúng ta có thể ngầm hiểu, nhưng mà cũng bên cạnh các bạn giỏi thì cũng có một số bạn yếu rồi trung bình rồi khá, đúng không nào? Bằng tiếp, âm 3 nhân 4 là âm 12 này, cộng cho 3 nhân 1 là 3 này, chia 4 này,
âm 12 này, nghĩa là nợ 12.000 mà có 3.000 trả đi thì chúng ta sẽ còn lại nợ 9.000, âm 9.4 đó, kết quả ra giống như này. Nhưng mà trong quá trình ở trong sách giáo khoa người ta làm á, chúng ta nhìn vô chúng ta thấy nó hơi phức tạp mà hơi khó hiểu đúng không nào. Nhưng mà khi thầy làm mà thầy nói thuyết minh ra thì nó rất là dễ hiểu, và đặc biệt khi học thầy á, chúng ta đừng có gọi là đối phó với thầy cô. Ví dụ như chúng ta mua sách giải về, chúng ta chép rồi lên trên bảng, chúng ta chép rồi chúng ta được cái điểm 9 hoặc 10 thì theo thầy cái đấy thầy không hoan nghênh đâu. Mà chúng ta nên giải bằng chính năng lực của mình. Chúng ta không cần phải học học thuộc lòng cái bài toán đó mà chúng ta chép ra giống như môn văn, mà chúng ta cần phải có nhiều cách biến đổi, có nhiều cái cách khác nhau mà nó vẫn ra được một cái kết quả, thì đó mới là những cái bạn thực sự giỏi. Các em hiểu nào? Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi sang cái phần chấm hỏi 1 nhé. Rồi chúng ta đi chấm hỏi 1 luôn nha. Chúng ta tính câu A 0,6 cộng 2 phần âm 3. Như vậy này, nhìn vào cái bài như thế này ạ, bạn nào mà hiểu và biết cách làm thì rất là dễ. Nhưng bạn nào mà không biết cách biến đổi về ví dụ số thập phân về phân số, hoặc là ví dụ như chuyển dấu trừ ở mẫu lên trên tử, thì bài này rất phức tạp. Theo thầy nghĩ là như vậy. Nhưng mà đã có thầy ở đây rồi thì chúng ta không cần phải lo nữa. Đặc biệt nếu như mà chúng ta được thầy dạy từ năm lớp 6 thì những kiến thức này là quá cơ bản các em ạ. Rồi ok. Nhìn này, 0,6 đây chính là số thập phân. Số thập phân thì ở đây là 0,6, thì từ cái dấu phẩy này này ra là có một chữ số, chúng ta sẽ nhân cho 10 và chia cho 10 ha. Như vậy thì nó sẽ trở thành là 6 phần phần 10. Tại vì 0,6 nhân 10 thì bằng 6. Khi nhân 10 thì chúng ta buộc phải chia 10 đúng không nào? Cộng cho 2 phần âm 3. Như vậy thì thầy sẽ chuyển cái dấu trừ này lên bằng cách nhân cho tử và mẫu cho 1, cho âm 1 thầy nói. Nhân cho âm 1 thầy sẽ làm chậm này, thấy chưa nào? Âm 3 nhân cho âm 1 đó, thầy làm rất chậm. 6 phần 10 này chúng ta chia tử và mẫu cho 2 đây, thì ở đây nó thu gọn trở thành là 3 phần phần 5. Cộng 2 nhân âm 1 thì bằng âm 2, âm nhân âm đây là dương, 3 nhân 1 là 3. Nghĩa là từ nay trở về sau thầy không làm kiểu đây nữa, mà thầy nói luôn nhanh. Nghĩa là thầy muốn đưa cái dấu âm này lên trên ở mẫu lên trên tử bằng cách nhân cho cả tử và mẫu cho âm 1. Nhớ như chưa? Rồi, tới đây chúng ta sẽ tiến hành quy đồng. Mẫu chung ở đây chính là 10, 15 đúng không nào? Thầy sẽ ghi 15 ở đây. Nhớ này, chúng ta lấy mẫu chung này chia lần lượt từng mẫu, sau đó nhân lên trên tử. Ở đây có hai mẫu. Như vậy số cái số 3 ở tử này thầy ghi lại này. Nhân này, 15 chia 5, 15 chia 5 được 3. Viết 3 ở đây ha. Cộng âm 2 nhân để đây đây. 15 chia cho 3 được 5, nhân lên ở đây. Đó, thầy làm rất chậm và giống như năm học lớp 6 thôi ha. Bằng tiếp 9 cộng cho gì? Âm 10 đúng không nào? Trên 10, 15. Và 9 cộng âm 10 thì cái này là quá đơn giản các em đúng không nào? Nó sẽ bằng là âm 1 phần phần 10. Thầy nói âm 1 phần 15 nhé. Đó, kết quả là âm 1 phần 15 nhé. Ok, thầy nhầm một xíu. Nói chung là cái miệng nói nhưng mà cái tay lại viết nó tầm bậy. Chúng ta thông cảm với thầy nhé. Rồi, chúng ta đi sang câu B. Các em thấy thầy giảng bài như thế nào? Nghe có được không? Hay là rặt tiếng Phú Yên quá? Rồi, thầy thì quê ở Phú Yên, nhưng mà thầy đang dạy ở Gia Lai, ở Phú Túc, Krông Ba, Gia Lai á. Bằng tiếp này, 1 phần 3 cứ để đó đi. Cái dấu này khi mà gặp hai cái dấu trừ mà liên tiếp như này thì chúng ta cứ nhớ trừ với trừ thì thành cộng mà. Nhá, 0,4. Rồi, bằng tiếp luôn, 1 phần 3 để đó. Cái 0,4 này chúng ta xử lý giống như 0,6 hồi nãy thôi. Nó sẽ bằng là 4 phần phần 10 ha. Thầy thu gọn cái 4 phần 10 này bằng cách chia cho mấy? Chia cho 2. Tử chia 2, mẫu chia 2 thì bằng là 2 phần 5. Rồi, sau đó thầy sẽ tiến hành quy đồng ha. Quy đồng mẫu chung vẫn là 15. Số 1 này ghi lại đây, nhân 15 chia 3. 15 chia 3 thì được 5, nhân ở đây 5. Cộng 2 nhân 15 chia 5 thì được 3, nhân ở đây 3 bằng 5 cộng cho 6 trên 15. Như vậy bằng 11 phần 10, 15. Hiểu không nào? Các em có hiểu không? Nếu mà hiểu thì nhớ giúp thầy chia sẻ cho các bạn ở trong
trường của mình đang học á, với lại chia sẻ trên Facebook nhé, kết bạn với thầy, rồi có gì không hiểu thì comment trực tiếp trên YouTube á, tại vì thầy thông thường trả lời comment trên YouTube, chứ còn tin nhắn trên Facebook thì thầy không có thời gian rảnh để mà vào để mà đọc, nên em lưu ý như vậy nhé. Còn thầy up video thì cứ một tuần thầy sẽ up từ 2 cho đến 4 video, nhưng mà chắc thầy đang ưu tiên cho lớp 9 trước, nên chúng ta cứ bình tĩnh rồi cũng sẽ xong cái chương trình lớp 7 thôi ha. Còn nhớ trong quá trình xem mà có quảng cáo thì chúng ta nhớ nhấp chuột vào quảng cáo nhé, click chuột vào quảng cáo giúp thầy, đó chính là ủng hộ cho thầy, tại vì thầy đang dạy chúng ta là hoàn toàn là miễn phí, không phải mất một cái phí nào cả, mà thầy bỏ công bỏ sức bỏ thời gian ra để mà giảng dạy các em tận tình, thì chúng ta cũng phải ủng hộ thầy bằng cách là nhấp chuột vào quảng cáo khi xuất hiện nhé. Ok, cảm ơn các em rất là nhiều, chúng ta đi sang phần 2 nhé. Chúng ta sẽ đi sang phần 2 nhỏ, đó chính là quy tắc chuyển vế. Chuyển vế như vậy thì tương tự như trong Z, nghĩa là tập hợp số nguyên á, thì trong quy, quy nghĩa là số hữu tỉ, ta cũng có quy tắc chuyển vế. Nhớ giùm thầy như này nè, chuyển vế thì sẽ đổi dấu, cứ nhớ là chuyển vế thì phải đổi dấu. Nhìn nè, nhìn trong công thức này thôi nè, ở đây người ta đang muốn chuyển cái cộng y này nè, cái số hạng nào mà giữ nguyên á, số hạng nào giữ nguyên thì không đổi dấu. Ví dụ ở đây x, ở đây x người ta giữ nguyên, nghĩa là ở bên đây người ta gọi là vế bên trái này, đây gọi là vế bên phải này, thì x hiện tại nó vẫn giữ nguyên ở vế bên trái thì đây không đổi dấu, thấy chưa? Z vẫn giữ nguyên vế bên trái nhưng không đổi dấu, đúng chưa? Bây giờ đổi chuyển vế là chuyển vế cái cộng y đây này, thấy chưa nào? Cái cộng y đây thì ở đây là dấu cộng thì chuyển qua bên đây, chuyển qua đây thì thành dấu trừ. Nếu ở đây dấu trừ thì chuyển qua đây thành là dấu cộng, mà đây cộng thì thành trừ, mà đây trừ thì thành cộng. Chúng ta hiểu nào? Rất là dễ hiểu đúng không nào? Ta cứ nhớ một cái điều như thế này, nếu mà chuyển cái dấu trừ này, từ cái dấu trừ này qua cái dấu bằng, nghĩa là từ bên trái chuyển qua bên phải thì đây biến đổi thành dấu cộng, mà chuyển cái này và ngược lại, đây dấu cộng chuyển qua đây thì thành dấu trừ, đúng không? Đây dấu cộng mà chuyển qua bên đây thì thành dấu trừ và ngược lại, vậy thôi. Nhớ giùm thầy cái quy tắc đấy là các em sẽ làm bài được. Rồi chúng ta sẽ đi ví dụ luôn nhé. Tìm x biết âm 3/7 cộng cho x bằng 1/3. Thì bây giờ chúng ta sẽ giải theo quy tắc chuyển vế. Như vậy ở đây lưu ý giùm thầy một điều này, x ở đây đã dương rồi. Nếu như x ở đây mà âm, ở đây là âm x ấy, thì chúng ta sẽ chuyển x qua đây cho dương cái đã. Sau đó chúng ta sẽ chuyển số này qua trở lại. Nhưng mà ở đây x đã dương nên thầy sẽ giữ x ở đây và chuyển cái số hạng âm 3/7 này qua đổi dấu. Ở đây âm thì chuyển sang thành dương. Đã, người ta sẽ làm này, thấy chưa nào? Người ta giữ x lại là không đổi dấu này, 1/3 giữ lại không đổi dấu, thấy chưa? Người ta sẽ chuyển cái âm 3/7 này qua, đổi dấu trở thành âm, trừ này trở thành cộng, thấy chưa nào? Sau đó chúng ta sẽ tiến hành quy đồng mẫu, mẫu chung ở đây chính là 21. Lấy 21 chia cho 3 thì được 7 nhân 1 thì được 7 này. 21 chia 7 được 3, 3 nhân 3 thì được 9 này, thấy chưa nào? Ở trong sách người ta làm khá là nhanh nên chúng ta phải hiểu như thế. Ta lấy 7 cộng 9 thì bằng 16/21. Vậy x bằng 16/21. Rất là đơn giản như vậy. Bây giờ để giúp chúng ta hiểu kỹ và hiểu sâu hơn thì thầy sẽ tiến hành làm chấm hỏi 2 cho các em nhé. Rồi, chấm hỏi 2 như sau. Bây giờ thầy gấp giấy lại xíu nè. Đấy. Tìm x, câu A, bút bị nhạt mực hay sao em? X trừ 1/2 bằng 2/3. Rồi. Như vậy x ở đây đã dương rồi này. Tí nữa câu B chúng ta x đây âm này, thấy chưa nào? Đời đây x dương thì giữ x lại. Giữ x lại sẽ bằng 2/3 giữ lại, không có đổi dấu. Đây thầy sẽ chuyển cái gì này? Đó là thầy sẽ chuyển cái âm 1/2 này qua ha, âm 1/2 qua bên đây, chuyển qua đây thì bên qua bên đây thì nó sẽ biến đổi thành cộng, được không nào? Bằng tiếp ở đây luôn, mẫu chung là bao nhiêu nào? 6, đúng không nào? Đó, thầy làm như này là dễ hiểu hơn, chứ còn người ta làm kia thầy thấy nó hơi khó hiểu sâu các em. Cái số 2 này viết lại này, 2 viết lại cứ làm theo trình tự thầy. 6 chia 3 được 2, viết 2 chỗ đây, cộng 1 này viết lại, cứ nhớ các bước làm. 6 chia 2 được 3, ghi chỗ đây 3. Ok chưa?
Như vậy x sẽ bằng này 2 nhân 2 là 4 cộng 1 nhân 3 là 3 trên 6. Kết quả ở đây là 7 phần 6, đúng chưa nào? Chúng ta kết luận ở đây vậy x sẽ bằng 7 phần 6. Đó. Hiểu không? Các em có hiểu ý thầy nói không nào? Ok. Chúng ta đi sang câu B nhé. Rồi, câu B này. 2 phần 7 trừ x bằng âm 3 phần 4. Các em thấy ở đây x âm cho nào? X âm đúng không? Mà số số hàng đang là dương. Thầy sẽ chuyển x, thầy giữ số hàng 2 phần 7 thầy giữ ở đây này. Âm 3 phần 4 thầy giữ ở đây. Thầy sẽ chuyển cái âm x này qua bên đây, đổi dấu trở thành dương x này nghe đã. Được không nào? Sau đó thầy sẽ chuyển cái số hàng này qua ngược lại bên đây. Như vậy 2 phần 7 vẫn bên đây. Trừ đúng không nào? Trừ thấy chưa? Thành cộng 3 phần 4 bằng x. Đó. Để như này thì các em có vẻ hơi khó nhìn. Thầy sẽ quay ngược trở lại cho chúng ta dễ nhìn ha. Thầy sẽ quay ngược x bên đây. Sao cũng được các em ạ. 2 phần 7 cộng 3 phần 4 rồi. Bây giờ thầy sẽ tiến hành quy đồng. Cái số nào mà nhỏ nhất chia được cho 7 và 4 đó chính là 28 đúng không nào? 28 là mẫu chung. Như vậy số 2 này thầy viết lại đi. Nhân 28 chia cho 7 thì được 4, nhân 4 ở đây ha. Cộng 3 ở đây, viết lại nhân 28 chia 4 được 7, nhân ở đây. Được chưa? Như vậy thì ở đây x bằng 2 nhân 4 là 8 cộng 3 nhân 7 là 20, 11 chia 28. Kết quả đây là bằng 29 phần 20. 18, ta kết luận vậy x sẽ bằng là 29 phần 20, 18. Đó, bút Doraemon rất thần kỳ nha các em. Đặt đâu là làm ra tới đấy. Nên về nhà cũng ráng mua cái bút Doraemon giống như thầy à. Được không? Ok, chúng ta có hiểu không? Chắc là hiểu đúng không? Rồi, bây giờ chúng ta đi xem cái phần chú ý nhé. Đây, trong quy ta cũng có thể có những cái tổng đại số, trong đó có thể đổi chỗ các số hàng này, đặt dấu ngoặc này để nhóm các số hàng một cách tùy ý như các tổng đại số trong Z. Rồi, bây giờ chúng ta đi sang trang 10 nhé. Rồi, như vậy thì trang 10 đó chính là phần bài tập luôn. Bây giờ chúng ta sẽ làm bài số 6 ha. Tính câu A. Đây, âm 1 phần 21 cộng cho âm 1 phần 28 đúng không nào? Như vậy thì ở cái dạng mà cộng như này á thì chúng ta ở đây chưa có cùng mẫu ha, chưa có cùng mẫu thì bắt buộc chúng ta phải quy đồng mẫu và chúng ta phải tìm cái số mà nhỏ nhất để mà chia được cho hai cái mẫu này, không nào? Như vậy thì cái số nhỏ nhất mà chia cho 21 với 28 đó chính là 84 các em ạ. 84. Như vậy thì chúng ta quy đồng giống như nãy giờ. Thầy hơi cẩu thả một xíu nha, gạch ngang này. Tại vì nếu mà để dùng thước nữa thì rất là lâu nha các em. Các em thông cảm nha. 8, âm 1 thì cứ ghi lại đi. Nhân 84 chia cho 21 là được 4 các em ha. Đúng không? Cộng đây, đóng bằng ngoặc đây. Âm 1 nhân 84 chia cho 28 là được 3 đúng không? Bằng 824 rồi. 3. Rồi, bằng tiếp ở đây. Ra được là âm 4 cộng cho âm 3 phần 84. Ở đây là ra được âm 7 phần 84 đúng không nào? Coi thử nó có thể rút gọn được nữa không nào? Chúng ta chia cho hai cho tử và mẫu cho 7 ha thì kết quả được là âm 1 phần 10 12. Đó, đây mới là kết quả cuối cùng là các em này. Đó. Tại vì tới đây vẫn là kết quả cuối cùng rồi, nhưng mà có thể thu gọn được, nghĩa là chưa tối giản, giống như năm học lớp 6 chúng ta được học à. Hiểu không? Bây giờ chúng ta đi sang câu B nhé. Rồi, câu B. Âm 8 phần 18 trừ cho 15 phần 27. Như vậy thì bản thân cái này chúng ta quy đồng luôn cũng được, nhưng mà chúng ta để ý này. Ở đây 8 với 18 chúng ta có thể chia cho tử và mẫu cho 2 ha. Ở tương tự như vậy là 15 với 27 đây, chúng ta chia tử và mẫu cho 3 đúng không nào? Cho 3. Thì chúng ta nó sẽ ra được cái phân số tối giản, sau đó chúng ta mới quy đồng nhá. Ở đây âm 8 với 18 thầy chia trên đây cho 2, dưới đây cho 2 thì ra được ở đây là âm 4 phần 9 đúng không nào? Trừ
15 phần 27 thầy chia đây cho 3, đây cũng chia cho 3 thì nó sẽ ra được đây là 5 phần phần 9 đúng không nào? Như vậy thì đó, các em thấy khi mà chia nó cùng mẫu rồi thì viết mẫu lại, nghĩa là chúng ta không cần quỹ đồng nữa. Ở đây là âm 4 trừ cho 5. Như vậy âm 4 trừ cho 5 thì bằng âm, âm 9 phần 9 thì kết quả đây là âm âm 1. Đó. Nó hết sức đơn giản như vậy, nghĩa là người ta cho hơi mẹo một xíu, chúng ta cần phải thông minh một xíu và nhanh một xíu, để chúng ta thu gọn đưa về những phân số tối giản, vô tình nó lại ra được là cùng mẫu, thấy chưa? Thì làm rất là hết sức đơn giản. Bây giờ chúng ta đi sang câu C nhé. Rồi chúng ta đi sang câu C. Âm 5 phần 12 cộng 0,75 bằng này. Như vậy âm 5 phần 12 đã tối giản rồi, để ra đi. Cái nào tối giản rồi thì các em để đó, chứ không phải thu gọn và ráng mà nắng để cho mà nó méo mó nó thu gọn à. 0,75 thì từ cái dấu nhìn này, đây là số thập phân, ta sẽ đưa về phân số ha. Từ dấu phẩy này, dấu phẩy ở đây nó cách hai chữ số thì chúng ta nhân cho 100 và chia cho 100, thì khi nhân cho 100 thì nó mất cái dấu phẩy đi, nó được 75 phần 100. Nhưng mà 75 phần 100 này này nó lại thu gọn được nữa, đúng không nào? Như vậy chúng ta sẽ chia cho 25, chia tử 25 và chia mẫu 25 thì kết quả ở đây sẽ được 3 phần phần 4, được chưa nào? Đây là 12 nhá. Như vậy thì mẫu chung nhỏ nhất mà chia được cho 12 và chia cho 4 đó chính là 12 luôn, đúng không nào? Như vậy thì âm 5 để ra đi, 12 chia 12 thì được 1, nhân ở đây là 1 cộng 3 để ra đi, 12 chia 4 thì cũng được 3, nhân ở đây cho 3 ha, bằng âm 5 cộng cho 9 trên 12, và kết quả đây chính là bằng 4 phần 12, và chúng ta thu gọn 4 phần 12 này ra được là 1 phần phần 3, tại vì ở đây thầy chia cho 4, ở đây chia 4 ha. Nói chung bạn nào năm học lớp 6 mà rành về cái việc đưa các cái số thập phân rồi đó về số nguyên thì chúng ta rất là vững, đúng không? Rồi tương tự như vậy chúng ta sẽ đi sang câu D nhé. Rồi câu D, 3,5 trừ cho trừ 2/7. Rồi chúng ta bằng ở đây. Đấy, các em thấy là trừ và trừ để ngay lập tức xử lý đi. 3,5 cộng cho 2/7. 2/7 để đó. Cái 3,5 này thì nó sẽ trở thành là gì? 35/10. Đúng không nào? 35/10 cộng 2/7. Mà 35/10 thầy chia ở đây cho 5, đây chia 5 thì đây còn 7/2, đúng không nào? 7/2 cộng cho 2/7, đúng chưa? Phải không nhỉ? Rồi như vậy thì mẫu chung ở đây chính là 14, đúng không nào? 14 ở đây số 7, đây số 7 đây thì ghi lại này, nhân này 14 chia 2 cũng được 7, nhân 7 ở đây cộng 2, 2 đây này, nhân ở đây 14 chia 7 cũng được 2 ha. Như vậy sẽ bằng 14 này, 77 49 ghi 49 đây cộng 4, như vậy nó sẽ ra được là 53/14. Đó, đây chính là câu D. Làm rất là đơn giản, dễ hiểu, ngắn gọn, xúc tích như vậy, chứ không có đi lòng vòng lâu dài rất là mệt. Tại vì cái bài này tới 5 bài là người em ạ. Rồi chúng ta đi sang bài số 7 nhé. Bài số 7 này, ta có thể viết số hữu tỉ âm 5 phần 16 dưới các dạng sau. Nghĩa là âm 5 phần 16 này là tổng của hai số hữu tỉ âm. Đây là tổng của hai số hữu tỉ âm, nghĩa là cái âm 5 phần 16 này người ta có thể viết trở thành là âm 1 phần 8 cộng cho âm 3 phần 16. Như vậy thì rồi đây là tổng nhá, còn B là hiệu này, âm 5 phần 16 là hiệu của hai số hữu tỉ dương. Hiệu là phép trừ này, tổng là phép cộng này, thấy chưa nào? 1 trừ cho 21 phần 16. Như vậy mỗi câu em hãy tìm thêm một ví dụ. Rồi ở câu A, câu A nghĩa là tổng của hai số hữu tỉ âm, là tổng hai số hữu tỉ âm. Như vậy 5 phần 16 thì thầy sẽ thể viết cái gì nè? Viết làm sao mà cộng lại mà nó phải là hai số hữu tỉ âm mà kết quả ra được âm 5 phần 16 được em? Rồi thầy có một cặp rồi, âm 1 phần 4 cộng cho âm 1 phần 16.
Đó, tại vì sao này? Tại vì ở đây là mẫu chung chúng ta là 16, 16 chia cho 4 này được 4. 4 nhân lên đây là âm âm 1 là âm 4, cộng lên đây cũng là âm 1 nên là nó sẽ trở thành là âm 5 phần 16, được không nào? Ở câu B chúng ta là hiệu ha, hiệu của hai số hữu tỉ dương. Thì thầy coi thế nào. Đây người ta đưa ra rồi. Rồi, thầy có đó. 1 phần 16 trừ cho 3 phần 8. Đó. Tại sao nè? Ở đây 16 là mẫu chung, chúng ta 16 nghĩa là ra được đây là 1. 1 trừ ở đây là 16 chia 8 được 2, 2 nhân ở đây là 6, 1 trừ cho 6 thì bằng âm 5. Đúng không nào? Như vậy đây chính là bài số 7. Chúng ta đưa mỗi câu thêm một ví dụ như thế này. Được chưa? Nhìn thì có vị dài nhưng mà làm thì rất là ngắn ha. Chúng ta đi sang bài số 8 nhé. Rồi chúng ta đi sang bài số 8. Tính khá là dài đúng không các em? 3 phần 7 cộng cho âm 5 phần 2. Những cái dạng này chúng ta phải ghi đề cho chính xác nhé. Âm 3 phần 5 đó bằng. Thì bây giờ hồi nãy là thực hiện là hai cái số hữu tỉ đúng không? Bây giờ đây là ba số hữu tỉ thì ở đây chúng ta xem thử nó đã thu gọn chưa? Đã tối giản chưa? Đã tối giản rồi đúng không? Thì giờ chỉ việc vi đông thôi. Mẫu chung ở đây là lấy 7 nhân con này. Cái số nhỏ nhất mà chia được cho 7, cho 2 và cho 5. 10, 70. Đúng không? 70. Thì chúng ta cũng thực hiện như sau này. Cứ lấy cái mẫu chung này chia lần lượt từng mẫu sau đó nhân lên trên tử nhá. Như vậy 3, cái số 3 thì ghi lại làm giống như nãy thôi, lấy 70 chia cho 7 thì được 10, nhân ở đây là 10 này. Cộng âm 5 nhân để đấy ha. Như vậy 70 chia cho 2 là được 35. Ai tính cũng được đúng không? Không cần bấm máy tính nó vẫn ra. Âm 3 nhân 70 chia cho 5 thì bằng 14 đúng không? Ghi 14 vào đây. Rất là dễ hiểu đúng chưa? Đó. Rồi, thầy đã lên một xíu. 70 thầy nhân thôi, 3 nhân cho 10 ở đây là 30 ha. Cộng âm 5. Đây, thôi bấm máy tính đi. Những cái số nhỏ thì nhẩm vô. Thầy bấm là âm 5 nhân cho 35 ha. Thì bằng 100, âm 175. Cộng 3 nhân cho 14 là 4, âm 42 anh em. Chưa? Rồi dùng máy tính bấm luôn là coi thế này. 42 trừ cho 30 âm 187 các em ạ. Rồi đây chính là kết quả cuối cùng của câu A đấy. Rồi các em thấy rõ đúng không nào? Các bước làm là như vậy. Ok, chúng ta đi sang câu B nhé. Ta đi sang câu B. Âm 4 phần 3 cộng cho âm 2 phần 5 cộng cho âm 3 phần 2 bằng luôn à. Đây là tối giản rồi. Như vậy thì chúng ta sẽ tìm cái số mà có thể chia được cho 4, 3 cái mẫu số này mà nhỏ nhất. Ta lấy 5 x 2 10 x 3 30 ha. 30 và làm tương tự giống như câu A thôi ha. Ta lấy âm 4 ghi lại đó, cứ ghi tử lại, sau đó lấy cái mẫu chung này chia mẫu này nhân lên. Lấy 30 chia 3 được 10, nhân ở đây là 10 này. Cộng âm 2 này, nhân 30 chia 5 được 6, nhân ở đây là 6 này. Cộng này, âm 3 này, nhân này, 30 chia 2 là được 15 đúng không, nhân lên 15 này. Bằng tiếp âm 40 đúng không nào? Âm 40. Cộng cho âm 12 hả? Âm 2 6 này, cộng cho âm 45 đúng không nào? Chia cho 30. Rồi chúng ta tính luôn. Lấy ra số âm 40 12 cộng 45 âm 97 anh em. Bằng âm 97 phần 30. Đó, đây chính là kết quả cuối cùng của câu B. Được không nào? Chúng ta đi sang câu C nhé. Rồi câu C. 4 phần 5 trừ cho trừ 2 phần 7 trừ 7 phần 10 ha. Bằng tiếp. Chúng ta phải biết cách xử lý chỗ đây trước thành cộng ha. 4 phần 5 cộng cho 2 phần 7 trừ cho 7 phần 10 đúng không nào? Như vậy thì chúng ta xem thử là
cái số nào mà nhỏ nhất mà chia được cho ba cái mẫu này. Số máy này. Số 70 đúng không nào? 70. Đó, như vậy thì chúng ta có này. Lấy 70. Giờ số 4 này viết lại đi. Lấy 70 chia cho 5. 10 chia 5. 14 đúng không nào? Nhân cho đây là 14 này. Cộng cho 2. 70 chia 7 là được 10, nhân đây 10 này. Trừ 7 nhân cho 70 chia 10 thì được 7 nhân 7 ở đây. Được chưa? Thì đẩy 3 lần xíu nhá. Đẩy lên 3 lần hẳn lên đây luôn này. Dễ quan sát. Bạn tiếp. 4 đây 5 6 rồi các em à. Cộng cho 20 trừ cho 49 mà. Mẫu đây vẫn là 70. Đúng không nào? Lấy 5 6 cộng 20 trừ 49 27 các em. 27 phần 70. Đây chính là kết quả cuối cùng của câu C. Ok chưa? Chúng ta đi sang câu D nhé. Rồi câu D các em nha. Câu D nhìn có vẻ hơi hơi rối nha. Trừ âm 7 phần 4. Rối kệ nó chứ mà làm vẫn ra được hết các em ạ. 2 cộng 3 phần phần 8. Rồi bài này thì có nhiều cách tính lắm. Một là chúng ta tính trong thời cái ngọt này ra được một kết quả này. Hai là chúng ta tính cả cái dãy này luôn, cả cái ngọt này luôn nè. Thầy sẽ quy đồng trong cả cái ngọt này luôn nha. 2 phần 3 này giữ nguyên, không đụng chạm gì hết. Trừ mở ngọt ra. Bây giờ thầy sẽ quy đồng. 4, 2, 8 thì mẫu chung chắc là số 8 rồi ha. 8 âm 7 ghi lại. Nhân 8 nhân 4 thì được 2, nhân đây 2 này. Trừ ha. Trừ mở ngọt ra này. 1 nhân 8 chia 2, 8 chia 2 được 4, nhân đây 4 này. Cộng 3 nhân 8 chia 1, 8 chia 8 được 1, nhân đây 1 này. Đó, cứ làm tương tự các bước như vậy. Bằng 2 phần 3 trừ mở ngọt ra luôn. Đây là âm 14 đúng không? Âm 14 trừ trong ngọt để tính ra luôn. 4 cộng cho 3 8 đúng không? Cứ làm từ từ như vậy thôi. Thầy đẩy 3 lần luôn nhá. Bằng tiếp 2 phần 3 trừ mở ngọt ra âm 14 các bước như vậy. Để trừ 7 này. 4 cộng 3 là 7 này. 8 đúng không? Bằng tiếp 2 phần 3 trừ trừ 14 với trừ 7 là trừ 21 đúng không em? Đây là trừ 21 phần phần 8. Đó. Bằng tiếp trừ với trừ đây này. Trừ trừ thành cộng ha. 2 phần 3 cộng cho 21 phần phần 8. Rồi. Tới đây tiếp tục quy đồng tiếp. Bằng mẫu chung của chúng ta là bao nhiêu? Là 24 ha. 24. Như vậy chúng ta lấy 2, 2 là ở đây này, nhân ở đây, lấy 24 chia cho 3 thì được 8, nhân ở đây, cộng 21 chia 24 chia 8 thì được 3, nhân ở đây là 3 này, được chưa? Bằng tiếp, 2 nhân 8 là bằng 16, cộng 21 nhân cho 3 được 63 ha, chia cho 24, và kết quả ở đây là bằng 79 phần 24. Bài khá dài. Đó. Thấy chưa nào? Các em mà dù thầy giảng hơi nhanh thì dù tới như này các em bấm cái nút play lại chúng ta xem, sau đó chúng ta xem tiếp, bấm play xem tiếp ha. Đây. Thấy chưa? Đó. Ok chưa nào? Chúng ta sẽ đi sang bài số 9 nhé. Rồi, bài số 9. Tìm x biết câu A x cộng 1 phần 3 bằng 3 phần 4 thì chúng ta phải xét là x ở đây âm hay dương cái đã. X dương rồi đúng không nào? Thì chúng ta sẽ chuyển số hàng qua đổi dấu, được chưa nào? Phần này rất dễ. X sẽ bằng 3 phần 4 đây cộng đúng không nào? Thấy chỗ đây cộng không? Cộng thì chuyển qua bên đây là thành trừ. Trừ 1 phần phần 3 bằng luôn, quy đồng luôn các em ạ, tính luôn. Mẫu chung là 12 ha. 3 nhân 12 chia 4 thì được 3, nhân đây trừ 1 nhân
Đây là được 4 đúng không? Tới thời điểm giờ chắc các em đã vững rồi đúng không? 3 nhân 3 là 9 trừ cho 4 trên 12 thì nó sẽ bằng 5 phần 10 12. Đó, đấy chính là câu A. Ta đi sang câu B nhé. Rồi câu B. Thầy giảng có nhanh không nhỉ? Nhanh không các em? Có chữ comment để thầy biết nhé. Tại vì thầy dạy các anh chị lớp 9 nó quen rồi. Phong cách giảng của thầy rất là nhanh. Ở đây x cũng là dương này, x dương này, thì thầy giữ x lại đây, 5 phần 7 giữ lại đây. Thầy sẽ chuyển cái âm 2 phần 5 đi qua, đổi dấu âm thì thành dương 2 phần 5 bằng luôn quy đồng luôn các em ạ. Mẫu chung ở đây sẽ là 35 ha. 7 x 5 35 này. Chúng ta ghi 5 ở đây. 35 chia 7 được 5 x 5 ở đây ha. Cộng 2 nhân 35 chia cho 5 được 7 nhân ở đây là 7. Dễ hiểu đúng không nào? Như vậy x này sẽ bằng là 25 cộng cho 14 sẽ bằng 35. Thì cái này nó sẽ bằng là 39 nha. Phần 30 15. Được không nào? Nếu mà đầy đủ hơn nữa thì chúng ta kết luận vậy. X bằng 39 phần 35. Rõ chưa nào? Chúng ta đi sang câu C nhé. Ví dụ các em muốn chép thì các em sẽ bấm dừng lại nha. Thầy ghi đề đây. Âm x trừ 2 phần 3 bằng âm 6 phần 7. Thấy âm kệ nó. Thấy âm thì chúng ta phải biết cách xử lý thôi. Cứ chuyển vế đổi dấu, cái nào không chuyển thì giữ nguyên vậy. Ở đây là x âm này, thầy sẽ chuyển x, cứ thấy x âm là chuyển x ra bên đây trước để cho x dương đã. Cái âm 2 phần 3, cái dấu âm này là của 2 phần 3 này. Như vậy âm 2 phần 3 thầy giữ nguyên này. Cái âm 6 phần 7 thầy giữ nguyên này. Cái âm x này này thì chuyển qua bên đây, đổi dấu trở thành cộng này. Hiểu nào? Sau khi x dương rồi, thầy sẽ chuyển cái số này qua. Thầy chuyển cái số này qua bên đây và đổi dấu. Như vậy thì âm 2 phần 3 thì để đó, trừ để đúng không? Thành cộng 6 phần phần 7 bằng x. Thầy quay chiều lại cho các em dễ nhìn. Thì x này sẽ là gì? Âm 2 phần 3 cộng 6 phần 7 ha. Như vậy thì mẫu chung ở đây chính là 21 âm 2 nhân 21 chia 3 được 7 nhân 7 ở đây cộng cho gì 6 nhân cho đây cho 3 đúng không nào. Như vậy thì x này sẽ bằng là gì âm 2 nhân 7 là bằng âm 14 cộng 6 nhân 3 là bằng 10 18 21 thì nó sẽ bằng ở đây là 4 phần 20 11. Các em hiểu không nào? Ta kết luận đây vậy x sẽ bằng là 4 phần 21. Quá hoàn chỉnh, quá đơn giản. Và các em muốn ấy thì nhớ nhấp quảng cáo giúp thầy nha. Nhấp quảng cáo. Nếu mà trong quá trình các em xem video mà có quảng cáo có thể bỏ qua, hoặc là quảng cáo nền, chúng ta dùng chuột chúng ta nhấp vào. Hoặc là chúng ta nếu xem điện thoại thì chúng ta cảm ứng thì chúng ta nhấp vào giùm thầy để mà ủng hộ thầy nha. Hoàn toàn miễn phí nha các em nha. Ok, cảm ơn các em rất là nhiều. Chúng ta đi sang câu D nha. Rồi câu D luôn. 4 phần 7 trừ x bằng 1 phần 3. Như vậy thì ở đây x âm hay dương này? X đã âm rồi đúng không nào? Âm thì chúng ta chuyển qua đây cho dương hết đã. Như vậy 4 phần 7 này bằng 1 phần 3 này cộng x này. Thấy chưa? Đã dương chưa? Dương sau dương rồi thì chúng ta chuyển số. Ở đây người ta không viết, đây là số dấu dương này. Dấu dương chuyển qua đây thành âm ha. Như vậy 4 phần 7 để đó. Thầy chuyển qua đây thành âm 1 phần 3 bằng x. Thầy quay chiều trở lại cho các em dễ nhìn nha. Thầy đẩy bài lên xíu cho nó dễ thấy ha. Như vậy x này sẽ bằng 4 phần 7 trừ cho 1 phần 3. Như vậy mẫu chung ta đây cũng là 21 ha các em ha. Như vậy thì 21 chia 7. Như vậy được 4 x 3 trừ cho 1 đây nhân 7 ha. Như vậy x này sẽ bằng là 12 trừ cho 7 21 nó phần 5 phần 21. Ta kết luận vậy x sẽ bằng 5 phần 21. Được không nào? Rất là dễ hiểu ha. Chẳng có gì khó hiểu cả. Bây giờ chúng ta đi sang bài cúng cui là cuối cùng nhé. Rồi bài số 10. Cho biểu thức A một ngoặc, hai ngoặc, ba ngoặc thế thế nào? Hãy tính giá trị của A theo hai cách. Cách 1, trước hết tính giá trị của từng biểu thức trong ngoặc. Nghĩa là chúng ta phải tính ở đây được một kết quả này. Trong ngoặc này một kết quả này.
một kết quả này, một kết quả sau đó chúng ta thực hiện phép tính này lại xảy ra ha. Cách 2, bỏ dấu ngoặc rồi nhóm các số hàng thích hợp. Nghĩa là bây giờ chúng ta sẽ bỏ dấu ngoặc, đặc biệt dấu trừ đằng trước dấu ngoặc thì chúng ta phải lưu ý đổi dấu hết ở trong cái ngoặc này. Các em hiểu không nào? Ok. Như vậy thầy sẽ làm cách 1 trước nhé. Thầy sẽ ghi cái đề lại, rồi thầy sẽ đẩy cái bài lên để chúng ta xem nha. A bằng 6 trừ 2 phần 3 cộng 1 phần 2. Và đặc biệt khi xem video của thầy á, thì các em đừng có bấm tua. Nếu mà bấm tua các em sẽ không hiểu á nhá. Thầy xem từ đầu cho tới cuối, chứ mà tua chỗ nào thì đoạn đấy chắc chắn các em sẽ không hiểu, là ráng chịu ạ. Rồi, được không nào? A bằng, rồi thầy đẩy cái bài lên xuống. Đó, để như này em dễ nhìn từ trên xuống dưới, nó tổng quát này. A bằng ha, tại vì hơi dài, ghi ra ngoài đây đây. Mẫu chung ở ba cái ngọt này đều là 6 hết nha em. Rồi, 6. Ở đây người ta không ghi, nghĩa là mẫu 1 này, đây mẫu 1 này, đây mẫu 1 này, không? Như vậy thì 6 chia 1, thầy làm nhanh luôn nha, 6 chia 1, 6 chia 1 thì bằng 6, nhân cho 6 đây là 36, thầy bữa nay thì viết nhanh này luôn á, trừ 6 chia 3 là được 2, 2 nhân 2 đây là 4, cộng 6 chia 2 là được 3, nhân cho 1 đây là được 3, được chưa? Xong ngoặc thứ nhất nha. Trừ 6 chia 1 là được mấy? Được 6 nhân 5 là 30. Cộng 6 chia 3 được 2 nhân 5 đây là 10. Trừ 6 chia 2 được 3 nhân 3 đây là 9. Được chưa? Dễ hiểu không nào? Tiếp tục, 6 chia 1 là được 6 nhân cho 3 đây là 18 này. Trừ này, 6 chia 3 là được 2 nhân cho 7 là 14 này. Ha, cộng này, 6 chia 2 là được 3 nhân cho đây là 15 nha. Nó hơi nhỏ nên chúng ta cố gắng một xíu nhé. A bằng, như vậy tính trong đây luôn, 36 trừ cho 4 là 32, 32 cộng cho 3 ở đây chính là 35 ha. 35 phần 6 này, trừ này, 30 cộng 10 là 40, 40 trừ cho 9 là 31 rồi. 31 phần 6 này, trừ này, 18 trừ cho 14 là bằng 4, cộng cho 15 là 19 nè. 19 phần 6. Đúng vậy. Biết đâu thầy là làm sao biết, rõ không biết. A bằng 6 nè. Mẫu chung đây là 6 nè, chúng ta ghi tử lại nè. 35 trừ 31 này, trừ 19 này, bằng này. Bấm máy tính luôn cho nhanh các em ạ. 35 trừ 31 trừ 19 bằng âm 15 à. Bằng âm 15 phần 6 nha em. Vậy A là đây, chúng ta biểu thức là âm 15 phần 6. Như vậy chúng ta ở đây nhớ đây là cách 1 nhé. Cách 1. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho các em. Đây là số 3 nha em. Đây số 3 nha. 30. Thầy sẽ hướng dẫn cho em cách 2 nha. Rồi, thầy vừa mới ghi đề lại, thầy sẽ chỉ hướng dẫn cho các em ghi cách 2. Cách 2 bây giờ chúng ta bằng cách bỏ ngoặc. Ở đằng trước đây người ta không ghi dấu gì, nghĩa là dấu cộng. Mà khi dấu cộng thì cái ngoặc này bỏ ra mà không đổi dấu bất kỳ số hàng nào trong cái ngoặc này nhé. Như vậy thầy ghi lại là 6 trừ 2 phần 3 cộng 1 phần 2. Không đổi dấu gì hết. Nhưng nè, các em thấy cái ngoặc này nè, thấy dấu trừ đằng trước không? Khi mà dấu trừ đằng trước dấu ngoặc mà muốn bỏ cái ngoặc này ra thì phải đổi dấu hết ba cái số hàng này. Ngay chỗ đây người ta không ghi, nghĩa là dấu cộng này. Như vậy nhớ cái nguyên tắc này, trừ với cộng thành trừ, mà trừ với trừ thành cộng. Như vậy trừ với cộng thì thành trừ 5, trừ với cộng thì thành trừ 5 phần 3, trừ với trừ thì thành cộng 3 phần 2. Cứ nhớ giùm như vậy nhá. Tương tự cái ngoặc đây cũng bỏ tương tự. Như vậy nó trở thành là trừ 3 cộng 7 phần 3, trừ với cộng nên là trừ 5 phần 2. Được chưa? Các em có hiểu không nào? Rồi. À bằng, bây giờ chúng ta sẽ nhóm 1, 2, 3. Đây là 3 cái số nguyên ha.
thầy sẽ cho nó vào một nhóm 6 trừ 5 trừ 3. Nhớ giữa các cái dấu ngoặc này phải là dấu cộng nha, chứ các em mà để dấu trừ thì bên trong nó đổi lại đổi dấu thì chúng ta chưa có kỹ năng nữa đâu ha. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn này, cùng mẫu này, mẫu 3 này, mẫu 3 này, ba anh đây cho vào một nhóm nhé. Và cái dấu trừ đây là của trừ 2/3 này, trừ 5/3 này và cộng 7/3. Như vậy thì cho nó vô âm 2/3, trừ cho 5/3 và cộng cho 7/3. Đúng nào? Cộng tiếp một nhóm nữa. Đó chính là 2, 2 và 2 này thì cho 1/2. Cộng 3/2 và trừ 5/2. Được chưa nào? Nghĩa là nó tới 3 cái ngoặc ạ, 3 nhóm. Rồi bây giờ thầy sẽ tính cái ngoặc này luôn. 6 trừ 5 là bằng 1, 1 trừ cho 3 là được âm 2 ha. Cộng này. Đây là mẫu chung là 3. Như vậy ở đây là âm 2. Âm 2 trừ cho âm 2 mà trừ cho âm 5 là bằng âm 7. Âm 7 cộng 7 bằng 0, 0 chia 3 ở đây vẫn là bằng 0 này. Cộng này. 1 cộng 3 là 4, 4 trừ 5 như vậy chỗ đây là bằng âm 1/2. Ha. Như vậy thì cái bài của chúng ta trở thành rất là đơn giản. Như vậy A nó sẽ bằng âm 2 và trừ cho 1/2. Như vậy chúng ta tiếp tục quy đồng tiếp. Mẫu chung đây là 2. Như vậy thầy ở đây không ghi, nghĩa là chúng ta ngầm hiểu thầy là 2/1 đúng không nào. Như vậy chúng ta có 2 chia 1, 2 chia 1 được 2 nhân lên cho đây là âm 4. 2 chia 2 được 1 nhân 1 nên nó vẫn là âm 1. Như vậy kết quả ở đây là vẫn bằng âm 5/2. Đó, kèm thân nào. Như vậy chúng ta làm cách nào đi chăng nữa, cách nào đi chăng nữa thì cái A này vẫn bằng là âm 5/2, mặc dù làm ở cách nào đi chăng nữa. Hiểu không nào? Hiểu ý thầy đang nói đúng không nào? Rồi, như vậy thì tới đây thầy cũng xin dừng và cũng cảm ơn các em đã dành thời gian theo dõi và đăng ký kênh của thầy. Và một lần nữa thầy cũng nhờ các em click vào quảng cáo và đồng thời chia sẻ cho các bạn cùng trường mà các em đang học á, và trên mạng xã hội. Và nhớ cứ đăng ký vào và nhấp vào cái chuông thì nhận được các cái bài giảng mới nhất của thầy. Có gì không hiểu hay là có vấn đề gì đó chúng ta cứ comment trên cái kênh YouTube của thầy nhé, rồi thầy sẽ giải đáp trực tiếp thắc mắc các em ở trên đó. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở bài số 3 nhé.